Xin chào các bạn. Hôm nay mình rất vui vì nhận được trợ cấp của chính phủ. Mọi người nhận được rồi nhưng hôm nay mình mới được nhận. Đó. Tên của mình đây, tên Nguyễn Văn Toàn này. Cảm ơn chính, cảm ơn AB Sàng này. Nhà mình có 3 người. Được trợ cấp là 30 mang. Rồi. 3 người là 30 mang. Ở Việt Nam mình là 60 triệu. Ai bảo là ở Nhật là không làm mà có ăn. Thực ra là ở Nhật ấy, cái tiền trợ cấp này nó trừ vào tiền hàng năm mình vẫn phải đóng tiền thuế, Zimenze và nô dê và ca dê. Đây chỉ là một phần thôi. Mình ở đây nhiều năm thì mình càng phải đóng nhiều. Nhưng dù sao nữa thì sau đợt dịch này là mình được trợ cấp 60 triệu là cũng thấy vui. Bây giờ mình sẽ điền các thông tin vào đây để ngày mai gửi bưu điện. Chắc là sang tháng là nó sẽ được lĩnh tiền. Nó chỉ là hồi hộp. Đây là tờ giấy này. Bắt đầu viết. Hôm nay là bao nhiêu nhỉ? 18 tháng 5 à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhiều trò. Ok, mình copy stem. Nó mà đã, nó đã yếu đã, nó đã. À không có cả. Mà đã. Ở bên Nhật này thì họ dùng con dấu thay cho chữ ký. À, mình có con dấu riêng. Nó phải đóng dấu. Đấy, xin đóng dấu đủ dấu chót này. À. Nên dên như này ở đây. Ok. Cắt cái nhìn xin mắt. Kiểm tra lần cuối. 60 triệu là phải ít đâu. Kiểm tra cẩn thận. Ok, vậy là khâu ghi đã xong. Mình cơ nó mara xe. Dêm bự dêm một tê hả? Ít chứ mai giờ này. Dêm bự đi tê. Đá xe. À, mà đá được không? お、200円あした。友達返事。200円。え、前事務所買いたいけど、あの、遅れないから借りました。だから買わなくていいでしょ。もう、買われてるよ。
Ok. Rồi ấn tên bên kia ô tô Petro Copy Shop. Bọn này nó trôi tòi. Cho hết vào đây. Cái này phong bì của nó thì là mình đút vào luôn, gửi luôn không mất tiền, không mất tiền tiền phong bì. Ở đây nó ghi này. Mình không mất đồng nào luôn, cứ cho thêm phong bì vào luôn. Không phải dán. Giờ mình đi copy cái sổ ngân hàng. À, có 3 hạt kiên đắt xế. À, bà mà copy xin mắt. Số mà không phải số mên nữa. Mấy cơn hồ kiên nó 3 đắt xế. Các bà nó copy xin được. Ý mà làm gì cả? Hả? À, số này. Cô đắt tê cả là sư của đắt xử nhé. Bây giờ mình đi copy cái sổ ngân hàng với cả cái thẻ bằng lái xe cho vào đây cùng để chứng minh là mình là chủ tài khoản này. Đấy thì hôm nay là mình rất vui và muốn chia sẻ với mọi người niềm vui của mình là được nhận 60 triệu tiền hỗ trợ của chính phủ. Mọi người xem video của mình hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và thành công. Xin chào và tạm biệt. Ồ, cái quỳ miễn không tới xem video.